gì gọi vậy gì? Lâu đài, rượu vang. Quét, mấy người đang quét đi. Sợ hà. Trên 60 tuổi được miễn phí. Vừa một vé em này. 16. Hello. Hai đôi chấm luôn. Sẽ phải. Nhỏ không à, nói chung là dây chai. Rồi bây giờ mình đi vào ha. Thank you.
Bột này là bột gạo hả chị? Gạo, gạo mình xay nha. Dạ. Là có nước dừa ở trong không chị? Dạ. Bánh căn này không có nước dừa. Bây giờ cái dĩa bánh da nữa là ok luôn á. Cái này là tất cả. Ngoài đây nha. Ở đây mới tôi thấy cái này thích ăn nè, xin thưa bà. Đúng chính xác luôn. Nè, chào bạn mấy da heo. Mình không ăn da lợn. Mà gì gọi là gì đội phố hả, tắm mưa hả? Cái này